Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Ngày 31 tháng 5, Công an thành phố Biên Hòa Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hai đối tượng LTH tên viết tắt 43 tuổi và HTD tên viết tắt 36 tuổi cùng ngụ phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa khi đang thực hiện việc tàng trữ các giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. Giấy khám sức khỏe đã được làm khống nội dung, chuẩn bị giao cho khách. Được biết, hai đối tượng được cho là cò trong việc mua bán các loại giấy tờ khám chữa bệnh, kê khống nội dung, chuẩn bị giao cho khách, đồng thời tạm giữ hàng trăm giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội do nhiều phòng khám khác nhau lập khống nội dung. Trước đó, lực lượng công an đã đồng loạt khám xét các phòng khám, nhà ở của một số đối tượng, các phường, Tân Hiệp, Long Bình, Long Bình Tân, Trảng Dài, Bửu Hòa. Tối 30 tháng 5, Công an thành phố Biên Hòa cho biết đã triệu tập hơn 30 người từ các phòng khám để làm việc lấy lời khai phục vụ công tác điều tra làm rõ hành vi bán khống giấy chứng nhận, nghỉ bệnh hưởng bảo hiểm xã hội. Cụ thể, trước đó, qua kiểm tra các phòng khám, lực lượng công an đã phát hiện nhiều dấu hiệu sai phạm trong việc lập khống hồ sơ để hợp thức hóa rút tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng. Ngoài ra, các cơ sở này còn bán khống nhiều giấy tờ liên quan đến khám sức khỏe cho hàng ngàn người, chủ yếu là công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn Đồng Nai và một số tỉnh thành lân cận. Hiện cơ quan công an đang tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ vai trò của những người có liên quan, trong đó có các chủ phòng khám. Trước đó, sáng 30 tháng 5. Ngày 30 tháng 5, Công an thành phố Biên Hòa Đồng Nai cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan khám xét khoảng 10 cơ sở y tế tại nhiều phường xã trên địa bàn. Theo ghi nhận tại phòng khám đa khoa Tân Long, quốc lộ 51, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, có nhiều lực lượng bảo vệ dân phố, dân quân, cảnh sát cơ động đứng và bảo vệ bên ngoài cơ sở này. Bên trong công an, viện kiểm sát làm việc với các nhân viên và thu giữ một số tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra. Tại phòng khám đa khoa Long Bình Tân, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, lực lượng dân quân tự vệ cũng được bố trí bảo vệ vòng ngoài. Lực lượng công an và đơn vị nghiệp vụ làm việc bên trong với nhân viên của phòng khám. Trước đó, công an Đồng Nai đã lập chuyên án theo dõi các phòng khám, chữa bệnh trong nhiều ngày, đồng thời tạm giữ một số nhân viên y tế làm việc tại phòng khám trên địa bàn để làm rõ hành vi trục lợi bảo hiểm xã hội. Bước đầu, tại một số phòng khám mà công an khám xét đã xảy ra tình trạng xác nhận khống cho công nhân bị bệnh để hưởng bảo hiểm xã hội. Theo đó, để được hưởng bảo hiểm xã hội, công nhân đã đi đến phòng khám mua giấy xác nhận bệnh, làm cơ sở gửi công ty và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Theo thông tin chính thức từ Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ, gần đây một số vật nuôi gồm chó, mèo, lợn của gia đình anh H, tên viết tắt, nhân viên bảo vệ và chị Dê, tên viết tắt, nhân viên cấp dưỡng thuộc phòng khám Đa khoa Hùng Vương, Chân Mộng ở huyện Đoan Hùng, Phú Thọ, thỉnh thoảng bị ốm rồi chết. Riêng với chó, trước khi chết, các con vật đều có hiện tượng sùi bọt mép, lên cơn giống bệnh dại. Sự việc chỉ dừng lại khi anh H cùng những người có trách nhiệm của phòng khám vào cuộc điều tra và phát hiện sự thật khó tin. Tất cả số vật nuôi đó đều được chị Dê cho ăn các thức ăn thừa lấy từ phòng khám. Gần đây nhất, ngày 2 tháng 5, chó mèo của gia đình anh H và của một vài nhà hàng xóm được cho ăn thức ăn thừa lấy về từ phòng khám. Sau ăn, tất cả số vật nuôi trên đều xảy ra hiện tượng sùi bọt mép, dứt xích rồi chết. Nghi ngờ thức ăn thừa lấy về từ phòng khám có độc tố, anh đã báo cáo lãnh đạo phòng khám. Tối và đêm cùng ngày, phòng an ninh pháp chế đã khẩn trương vào cuộc điều tra xác minh. Toàn bộ quy trình nhập nguyên liệu thực phẩm, nguồn nước, quá trình chế biến cung cấp suất ăn đều được tái dựng thông qua hồ sơ, sổ nhập xuất và hệ thống camera an ninh. Tất cả lương thực, thực phẩm chưa chế biến và đã chế biến, các mẫu thức ăn đang lưu trữ đều được chuyển về phòng xét nghiệm tìm độc tố. Kết quả không phát hiện dấu hiệu bất thường. Trong quá trình điều tra, các lực lượng phát hiện và những ngày xảy ra hiện tượng vật nuôi gia đình anh H bị chết, chị PTN tên viết tắt là nhân viên hộ lý tạp vụ tại phòng khám đều lén bỏ một gói chất bột màu đen vào xô đựng thức ăn thừa, dùng đũa khuấy đều rồi rời đi. Sau khi có hình ảnh trích xuất từ camera kết hợp với các tình tiết chứng cứ khác, phòng pháp chế đã triệu tập đấu tranh và chị N đã thừa nhận hành vi. Chị PTN đã thú nhận bản thân là người chủ động bỏ thuốc chuột vào xô thức ăn thừa tại phòng khám để chị Dê mang về chăn nuôi. Thông cáo nêu rõ, bệnh viện cho biết hiện các lực lượng đang tiếp tục đấu tranh làm rõ động cơ mục đích của hành vi của chị N. Trưa mùng 3 tháng 5, toàn bộ hồ sơ, vật chứng và các tài liệu chứng cứ có liên quan
đã được báo cáo, bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đoan Hùng, Phú Thọ để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định. Nhân viên PTN đã bị buộc thôi việc ngay trong ngày. Đến sáng mùng 4 tháng 5, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương Phú Thọ chính thức lên tiếng về vụ việc. Nhân viên hộ lý của đơn vị này sử dụng độc tố trộn vào thức ăn thừa, nghi nhằm hãm hại đồng nghiệp, xảy ra tại phòng khám Đa khoa Hùng Vương, Chân Mộng. Đại diện bệnh viện cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc. Cuối năm 2019, tại Bệnh viện Phổi Thái Bình, một vụ đầu độc bằng cyanua gây chết người khiến dư luận rúng động. Nạn nhân là một điều dưỡng hiền lành không có thù oán gì với ai. Hung thủ sức thoát tội khi gia đình nạn nhân đã đưa người bị hại đi an táng. Song trước khi nữ điều dưỡng xấu số tử vong, có hai mẹ con, một điều dưỡng viên khác đã may mắn không uống phải cốc trà sữa chứa chất độc chết người. Theo điều tra ban đầu, Lại Thị Kiều Trang, sinh năm 1994, ngụ thôn 4 xã Vũ Quý, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình, là em họ chị DTHI, tên viết tắt, 30 tuổi, điều dưỡng viên của Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình, có chồng là PVQ, tên viết tắt, 30 tuổi, ở huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Từ tháng 1 năm 2019, giữa Trang và Quy nảy sinh tình cảm yêu đương. Khoảng tháng 10 năm 2019, anh Quy muốn dừng lại mối quan hệ này dẫn đến việc Trang buồn chán. Khoảng đầu tháng 11 năm 2019, Trang tìm mua cyanua trên mạng Internet với ý định để tự tử, nhưng do ghen với chị DTHI nên Trang muốn giết chị này. Do thường qua lại gia đình chị họ chơi và biết chị họ mình thích uống trà sữa, nên Trang đã lên mạng đặt mua hai lọ chất độc natri cyanua. Đến ngày 3 tháng 12, Trang mua 6 cốc trà sữa rồi dùng bơm tim bơm chất độc này vào 4 cốc trà sữa. Để không lộ dấu vết, Trang đã dùng sim rác gọi thuê người đưa 6 cốc trà sữa này đến Bệnh viện Phổi Thái Bình cho chị Y, đồng thời gửi kèm một túi đựng hoa quả, quả quýt và một phong bì bên trong có để 100.000 đồng để mọi người nhầm tưởng là quà của bệnh nhân biếu chị Y. Tuy nhiên, khi đó chị Y không có ở bệnh viện nên nhờ đồng nghiệp nhận quà và mang vào để tại phòng hành chính của bệnh viện. Đến khoảng 10 giờ ngày 3 tháng 12, chị Nguyễn Thị Hắc, đồng nghiệp của chị Y, thấy trong tủ lạnh có nhiều trà sữa nên lấy một ly để uống. Vừa uống được vài ngụm thì chị Hắc thấy có vị lạ nên chạy vào nhà vệ sinh nhổ ra và súc miệng rồi ngã gục. Một số người đã nhanh chóng đưa chị Hắc xuống phòng cấp cứu nhưng chị đã tử vong. Chị Phan Thị Lý là người đã uống trà sữa do Trang gửi đến, vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc cho phóng viên. Đến bây giờ tôi vẫn cứ nghĩ có khi Hắc mất rồi, còn không biết là chết do đâu vì mọi thứ diễn ra quá nhanh. Bản thân mẹ con tôi được sống đến bây giờ mà tôi vẫn không tin là mình được sống. Theo chị Lý, khoảng 16 giờ ngày 2 tháng 12, có một người phụ nữ mang 6 cốc trà sữa cùng một phong bì và một túi quýt đến khoa, nói rằng gửi cho điều dưỡng Y, tức chị DTHI. Do Y không có ở khoa nên tôi gọi điện thoại và cô ấy nói hôm nay phải đưa con đi học nên mọi người cứ để trong tủ lạnh. Khi đó mọi người chỉ nghĩ rằng một người bệnh nào đó biếu Y, còn người mang đến không nói họ tên, chỉ biết rằng đó là người phụ nữ. Khi nói chuyện điện thoại với Y, tôi còn đùa, để tôi ăn trước nhé, chị Lý kể lại. Sau đó chị Lý đưa đồ vào tủ lạnh thì phát hiện 6 hộp trà sữa bị tràn ra ngoài, nên có lấy giấy lau và phát hiện mùi hắc hắc, nhưng chị không để ý. Đến khoảng 17 giờ 30 phút, con trai chị Lý tan học về nơi mẹ làm việc. Đến phòng làm việc của mẹ, cháu thấy trà sữa đòi uống nhưng chị Lý bảo ăn cơm xong mới được uống. Đến 18 giờ tôi mời bác sĩ trưởng khoa nội ba lên ăn cơm. Sau đó tôi có mời anh ấy uống trà sữa nhưng anh có việc bận nên từ chối. Hai mẹ con tôi lúc đó cũng lấy 2 cốc để uống. Con trai tôi uống hết luôn 1 cốc, còn tôi uống được 1 nửa rồi đi thăm bệnh, nửa còn lại cất tiếp vào tủ lạnh. Đến sáng mùng 3 tháng 12, khi đến khoa tôi thấy nửa cốc trà sữa hôm qua uống dở ra uống nốt. Đến khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, điều dưỡng Nguyễn Thị Hắc sau khi làm thủ tục cho bệnh nhân xong, về phòng giao ban. Tại đây Hắc có rủ một chị khác uống trà sữa nhưng chị này không uống. Sau đó, Hắc lấy một cốc trà sữa vừa hút được 2 ngụm thì kêu trà sữa này bị sao ấy. Sau đó, Hắc có nhổ ra và đi súc miệng rồi ngã luôn ra cửa, chị Lý kể lại. Theo chị Lý, mọi chuyện xảy ra rất nhanh, mọi người sau đó đưa đi cấp cứu nhưng không kịp, chị Hắc đã tử vong sau đó ngay tại khoa cấp cứu của bệnh viện. Các bác sĩ, điều dưỡng ở khoa ngoại khi đó không ai nghĩ rằng trong trà sữa có độc, chỉ đến khi cơ quan công an công bố, mọi người mới bàng hoàng. Biết được thông tin, sau cốc trà sữa thì 4 cốc có độc và 2 cốc không có độc. Tôi bủng rủng cả người vì mẹ con tôi uống đầu tiên và uống đúng 2 cốc không có độc. Số Hắc khổ quá,
Từ khi em nó ra đi, chúng tôi đau xót lắm, thương ba đứa con nó còn quá nhỏ, chị Lý ngậm ngùi nhớ lại. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị và các bạn dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin chào và hẹn gặp lại.